Hi, welcome back to my channel. Stars gonna go. Thank you.
Thank you.
Trong game này thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm tất cả là 8 tờ giấy, ok? Khi đủ 8 tờ giấy thì lúc đó các bạn sẽ hoàn thành trò này. Các bạn sẽ phải đi xung quanh tờ giấy thứ 2. Sau đây thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm tất cả là 7 chiếc chìa khóa. Khi đó thì khi đủ 7 chiếc chìa khóa thì các bạn sẽ mở được
một chiếc hòm. Và trong chiếc hòm đó thì sẽ có một món đồ để các bạn có thể tiêu diệt được Slendrina. Sau đó thì các bạn sẽ thoát khỏi đây này và hoàn thành nhiệm vụ xong được đây. Ok. Sẽ sang được gần tiếp theo. Let's go. Thế các bạn sẽ đi xung quanh để tìm kiếm đủ chiếc chìa khóa màu vàng. Và sau khi đủ chiếc chìa khóa màu vàng này thì các bạn sẽ lấy một quyển sách. Và lúc đó thì các bạn sẽ dùng quyển sách đó để tiêu diệt Slendrina. Đuổi Slendrina ra khỏi ngôi nhà này. Và các bạn sẽ hoàn thành cái này. Ok. Rồi.